Thì mến chào cả nhà mình nha. Rồi cả nhà ơi, hôm nay tiếp tục đi chiến đấu thôi. Hôm nay Hiệp sẽ lùng dọc cái đoạn mương này cả nhà. Mương đây thì cũng lâu rồi Hiệp cũng chưa ghé đó Hiệp cao. Hôm nay dọc thử tìm thì có em nào khủng hay không cả nhà ơi. Lúc trước thì Hiệp cao ở đây cũng nhiều lương lắm. Khúc mương này thì nó kéo dài xuống như kia nè, kéo thẳng xuống như kia nè. Mương này thì cũng dài lắm cả nhà ơi. Lúc trước Hiệp cao ở đây thì cũng khá là nhiều lương khủng á. Lại rài có lương to miết, nằm sau là ăn cũng có cả nhà. Biết này có em mà to để tìm cao hay không. Mới vừa rồi làm được em nam là ăn phê thiệt luôn. Biết này có hay không cả nhà. Khúc mương này thì nước vừa rồi nó cũng có lớn, hôm nay nó hơi giặt rút xuống nè. Dọc qua bên bờ nhìn khá là đẹp, lùm cũng hơi nhiều. Chỗ đây là cái cây cào. Rồi bây giờ thì bắt đầu tìm hang thôi cả nhà. Hy vọng hôm nay có nhiều lương kéo cho cả nhà mình xem. Dọc chỗ địa bờ đây thì nó hơi cao, hơi vật. Xuống dưới kia thì nó mới trại trại nè, dễ tìm ha. Rồi thì bắt đầu nha. Rồi dưới đây mới tìm được cái hang này. Cả nhà xem cái đường hang đẹp chưa? Hang to lắm cả nhà ơi. Nước trong khe chưa? Mấy hang này dê đụng lưng to lắm he. Làm thế mà nam bay lạng lâu cho nó hấp dẫn. Rồi đi xe thử nha. Cái hang nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. To. Mới thấy nó dăng rồi ta. Ồ, có đồng tỉnh. Ồ, lên xuống đã chưa? Khủng lắm nha. Ui thả rồi. Thả ra cả nhà ơi. Còn màu mới nữa. Ồ em lại đó, cũng còn. Ừ. Nghe đàm đàm tay nghe. Ngon cái gì cái nhà. Ui to. Ui to nè. Mê chưa. Anh em im ở dưới. Ui con này ngon ghê cả nhà ơi. Sướng. Lượng cái này là quá phê. Cái này là quá ngon cả nhà ơi. Đã thiệt luôn. Anh nhẹ nhẹ im ghê nghe nè. Anh im. Quá ngon luôn. Phát mở hàng đầu tiên. Khỏe. Quá đã cả nhà ơi. Con này 2,5 lần khỏe luôn. Cả 2,5 lần đó. Nè Hiệp mới vừa làm cái lữ đại mới nè cả nhà, mà chưa cao. Hôm trước đi cao bị mất cái lữ đại. Đó thì Hiệp mới làm cái lữ đại mới nè. Để dành kiếm mấy con 4-5 lạng rồi đó. Lương khủng rồi ra đây là chiến mấy cái lữ đại. Còn lương trọng mình cao mấy cái lữ trung là vừa. À, lữ đại nè. Ui sướng, làm phát mở hàng đầu tiên thấy khỏe liền, em liền. Cả 2,5 lần khỏe cả nhà. Đây là lưu trung. Em, quá em cả nhà. Rồi để cho nó vào túi. Ủa, ngon ghê. Cảm giác lại sướng. Cả tầm 2,5 lần đó cả nhà. Ngon đúng không? Quá đẹp. Mấy cái đường hàng đã quá mừng. Rồi đi cho nó vào túi nha. Rồi dưới đây em mới vạch được cái hang này cả nhà. Đó, nó có một cái đường hang ở nằm phía trong mà nè. Đó, cả nhà thấy không? Đường hang phía trong nhìn cũng to đó. Đây ngách ngoài. Cũng được cả nhà ơi.
Rồi đi em xe thử ngang. Cái hàng vạch ra nhìn đẹp ghê luôn. Làm thế này to to nha. Ui giống ăn hết ta. Ui ăn luôn nè cả nhà. Nè 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 lâu nè. Ui không thấy nó lên xuống gì luôn. Bao lớn mà nghe nhẹ ta. Ui cả nhà ơi. Trời con lươn nó to khủng khiếp luôn. Ui ui con này chắc nó khủng lắm cả nhà. Nhỏ hơn con út hiệp luôn. Ui con này chắc cũng phải hơn nam nữa. Nam nữa, nam hai nam nữa mới thành lươn khủng quá. Trời ơi, nó to. Thôi 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 thôi, thôi bời. Mình dễ mà cái lươn trùng nó nuốt còn trơn luôn cả nhà. Xuống. Ui cái hang nhìn vạch ra cái hang đẹp ghê. Nó có bà lươn gì mà trời nó thảm. Khủng của tương lai luôn đó cả nhà. Tương lai sau này nó mới khủng. Nếu mà nó còn sống nhưng mà nó lên nó bị chích điện lên đĩa lại khủng luôn. Thôi đi tìm hàng khác nha. Rồi dưới đây nó có cái hang nữa nè. Ồ cả nhà xem đường hang đẹp chưa. Hang đang to lắm cả nhà ơi. Mấy cái đường hang nhìn mê thiệt nha. Làm đây mà năm bấy lạng lâu cho nó hấp dẫn nè. Rồi đi cao thử đã. Mấy cái đường hang nhìn mê thiệt cả nhà ơi. To lắm, thấy hấp dẫn rồi. Ui dứt cả nhà ơi. Ui nó kéo sao quá. Không thấy nó lầy gì luôn nha. Ui thả rồi. Còn mồi nữa. Không ăn lại đâu. Ui nghe nạn cả nhà ơi. Nghe nạn đó. Nghe đàm đàm ở tay nghe. Con này nghe nạn cả nhà. Ui tì. Tì xuống nghe được nghe. Lên nè. Tì xuống nghe đàm tay đó. To cả nhà ơi. Quá ngon luôn. Quá wow, đang mịp dư mà. Quá đã. Đẹp nam là cho non toàn nè. Ui quá đã cả nhà ơi. To. Ui chỗ này thả nè. Dưới bụng xuống cỏ nha. Con này thả dưới bụng cỏ lắm cả nhà ơi. Quá đẹp rồi. Con lươn nó xinh nè cả nhà. To đã chưa. Con này chắc càng 4 lạng đó cả nhà ơi. Rồi để kiếm chỗ này để cái máy thì chia sẻ cả nhà mình cùng xe bị bó cái bao luôn để ở đây cho nên nó rượt ra ngoài nó bay mắt lươn uống nha. Xuống cỏ là tìm không ra luôn nè. Rồi đây cả nhà. Ngon hiệp đưa lên bờ liền cả nhà ơi. Ngồi ở dưới đó là nó rỡ mà bỏ vô cái thùng nó lủi ra ngoài cái là xong luôn. Con này mình máy bầm dập tùm lum á cả nhà. Tráp tùm lum ấy nè, nhưng mà nó đang quá trình đang lành. Nó đang lành da rồi nhưng mà nó có thẹo này cả nhà. Con này chắc cỡ gần 4 lạng đó cả nhà, 3 lạng 7, 3 lạng 8 gì đó. Ngon. Đường cỡ này là kéo là sướng nè cả nhà. Thì kéo ban đầu thì hiện nay nó cũng nhẹ nhẹ thôi chứ nó cũng không có nạn. Mà nó rị xuống một cái là mới cảm nhận là con lươn nó to. Cỡ này là quá ngon rồi. Này xử lý hoàn toàn cả nhà. Bỏ vô cái thùng mà không có nắp là người ta mơ là bỏ vô phát là ảnh quả hồng anh rượt một cái là bay ra ngoài cỏ là thua chụp không được đưa lên bờ an toàn ha. Ngon cả nhà. Có lươn mùa này mà có lươn mùa nắng có lươn kéo dài là ngon lắm rồi cả nhà ơi.
khô vậy mà có lương vậy là ngon rồi. Có kéo lại ra cho anh em như cả nhà xem. Có công là được rồi cả nhà ơi. Này đi mà nắng nóng quá mà mốm là đuối luôn, thì mốm hoài. Lại ra đi mốm mít cả nhà ơi. Nắng quá đi không nổi, đi chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ nghe khờ luôn. Mà đi thấy con mũi cái đuối luôn. Quá đã, có lường kéo là ngon cả nhà. Lên ở chỗ cái giặt bờ đống bát này cho nó mát rồi. Cái ngầu dưới đó nó vừa nén mà nó dư làm cỏ nữa. Đưa xuống cho cả nhà xem. Hơi mờ cả nhà. Cái hàng đẹp quá. Cái hàng quá đẹp luôn cả nhà. To, to là hấp dẫn rồi. Để tiếp tục cào lưỡi trùng nữa cả nhà. Đông lường thì sướng sướng, khoái rồi. Để rớt mắt gì cào nó uống. Rồi, để tiếp tục tìm hang nha. Rồi dưới đây tìm được cái hang nữa nè. Hang này thấy to cả nhà ơi. Hang đẹp lắm nha. Đây nó nằm trong cái bụi cả nhà, cái lùm. Cũng hơi chặt quá đây. Rồi đi dẹp xe thôi nha. À, thấy cũng được cả nhà, to đó. Ui, ui cái nhà, mới lại chụp một cái nè. Tụt, nó chụp tụt con màu ra luôn. Màu lớn này mình ơi. Chưa có cảm giác nó mới giật một cái thôi. Dở lại nó kéo xuống một cái. Nè nè, lại nè. Ôi, nhỏ xíu quá nhờ ơi. Nhỏ lắm. Nhỏ nhỏ, nuốt không nổi cái lưỡi trùng rồi. Nhỏ. Ừ, dính luôn. Đâu có vừa cả nhà. Ừ, con này nhỏ như con mới nãy đó cả nhà. Ôi, cái chút chung thôi. Để tôi ra nè. Ôi, cái này hai con lươn khủng của tương lai cả nhà. Cái này có xíu xíu thôi nè. Nút tắt cái lưỡi trùng, nút tắt cái cả nhà. Xuống đi. Chung lại cái hang luôn. Hang mà to, hang là không khiếp với mà lường nhỏ xíu. Rồi, đi tìm hang khác cả nhà. Hang đẹp ghê, tưởng nào dính mà lường to, té nào vô mà lường chút chung. Đó. Rồi, đi tiếp tục tìm hang nha. Sớm giờ hiệp lậu nát luôn ở khúc mương này luôn này cả nhà. Mà nó cũng có nhiều hang lắm mà lại không có lương cả nhà ơi. Trời nó cũng nén quá, lùm cũng nhiều, tìm cũng đuối cả nhà. Rồi kết quả hôm nay thì cũng vậy thôi cả nhà ơi, có mấy con rồi thôi. Này kiếm được lừa cao khó quá cả nhà. Hôm nay thì chỉ bắt được có 2 con rồi thôi cả nhà. Lương hôm nay to, lương to, lương ngon nha. Được 2 con lương to thôi. Như tính ra hôm nay gặp được 4 hang có lương. 2 con to đây với 2 con lương khủng của tương lai. Hai con kia khủng khủng khiếp luôn, to quá. Rồi thì lương cũng ngon cả nhà. Con này cũng 3 lạng mấy. Con này chắc cũng gần 3 lạng này cả nhà. Con này con này coi cao đầu tiên. Con này thịt nghĩ phải trành 3 lạng rưỡi. Này, con này phải trành 3 lạng rưỡi này cả nhà. To mà. 3 lạng rưỡi, 3 lạng 7 nằm tầm đó đó cả nhà. Ráng kiếm thêm mà kiếm không ra cả nhà ơi. Nán gì mà nán kinh khủng luôn, đi đuối. Nán ve, ve kêu luôn mà. Được 2 con là cũng ngon lắm nè cả nhà. Nếu mà 2 con nhỏ kia mà được tầm 1 lạng thì ngon rồi. Nhỏ gì mà nó như ngón út quá mà. Lương cỡ đó mà lưu trung mà nút được hết. Rồi anh em với cả nhà mình quan tâm lưới câu lương là liên hệ với Hiệp nha.
thì Hiệp có để số điện thoại Zalo ở trên màn hình đó, thì là quay cái lử cho cả nhà mình xem. Vừa rồi giờ đi cao thì mất hết cái lử đại mới, làm lại cái lử đại mới. Ở đây là cái lử trung này cả nhà, đây là lử trung, ở đây là cái lử đại, thì nó có 3 size, lử nhỏ, lử trung và lử đại nha. Đó, đây là lử đại nè, đây là lử trung và một cái size lử nhỏ nữa cả nhà, dài tóm sẵn hết. Lử đại là lử đại mới này, thì mới làm, cũng chưa khai trương em nào nè cả nhà. Gặp em nào mà to to là kéo nó mới hấp dẫn. Thì cái size lử nó nhại, thì cái lử đại thì nó nhại cả tầm lương tầm 3 lạng trở lên, 3 lạng trở lên là ok. Còn cái lử trung á là cả tầm 1 lạng trở lên, 1 lạng lên cả tầm 5-6 lạng. Còn cái lử nhỏ là để mình cao lương ruộng, lương đồng, lương nhỏ nhỏ như ngón tay đó cả nhà, thì mình cao cái lử nhỏ đó. Còn mấy cái size này là mình dành mình cao lương to đó. Anh em như cả nhà mình quan tâm thì liên hệ với Hiệp nha. Rồi kết quả hôm nay thì được hai con đó thôi cả nhà, chồng cũng có cảm giác lương khủng kéo là vui rồi, có được em lương khủng đó. Thôi đến đây cũng về thôi cả nhà ơi. Trời bây giờ cũng nén quá rồi, nén thở không ra hơi luôn, Hiệp đi về thôi. Thôi Hiệp hẹn cả nhà ở video câu lương tiếp theo nha, Hiệp cho nó vào túi cả nhà.